Rồi, và hello xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái clip tiếp theo của mình nha. Đấy, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái video review đồ chơi cũng như là những cái sản phẩm cho hamster nha. Đấy, thì nói chung là hôm trước các bạn mình có đăng một cái video review dây dắt hamster á. Thì mình thấy rất là nhiều bạn ủng hộ mình luôn. Đấy, like quá trời like, xem quá trời xem luôn. Đấy, cho nên là hôm nay mình nói là mạnh mẽ. Đấy, mình sẽ làm tiếp theo cái video review tiếp theo cho các bạn xem nha. Rất mong là các bạn sẽ tiếp tục cái ủng hộ cái series review đồ chơi, đồ các kiểu cho hamster như vậy nữa nha. Đấy. Rồi và hôm nay mình món đồ chơi tiếp theo mình muốn review đó chính là banh chải cho hamster nha các bạn. Đây. Đây các bạn, đây mình mới lấy về được một thùng banh chải. Đấy, một thùng như thế là 10 quả nha các bạn. Đấy. Và những cái trắng trắng như thế này á là những cái đế các bạn. Đấy. Thì banh này đó nó sẽ gọi là hai trong một nha các bạn. Các bạn có thể vừa làm well mà các bạn có thể vừa làm chơi banh để có thể là để hamster của bạn vào để mà cho nó đi chơi vòng vòng xung quanh phòng của bạn hoặc là xung quanh nhà của bạn cũng rất là ok luôn. Đấy, đây những cái trắng trắng như thế này, những cái miếng nhựa trắng như thế này là cái chân á. Thì mình để qua một bên nha và một tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gáp luôn. Đấy. Rồi và nói chung á là chiếc banh này nó sẽ có hai phần nha các bạn, một phần là chân và một phần á là quả bóng. Đấy, hay còn gọi là quả banh đó. Ok, thì quả banh nó sẽ được để trong một cái lọc ni lông như thế này để mà chống chày nha các bạn, tại vì cái banh này nó sẽ được làm bằng mica. Đấy, vì thế là người ta sẽ để ở trong một cái bọc ni lông để mà nó không bị chày nha. Đấy, một cái bọc nói chung là cũng khá là dày á để bảo vệ chiếc banh để cho nó không có bị là xấu đi. Đấy, thì nói chung chiếc banh này nó sẽ làm bằng nhựa mica trong nha các bạn và nó sẽ có màu luôn. Đấy, nó màu xanh, màu tím, đồ xanh xanh, nó đỏ cho tụi nhỏ nó mừng rồi đó. Đấy, thì xung quanh như thế này thì nó sẽ làm bằng nhựa trong và các bạn có thể nhìn vào bên trong để coi là con hamster của bạn nó đang làm cái chuyện gì luôn. Đấy, và nhựa này thì nói chung là rất là khá là cứng các bạn. Đấy, độ bền khá là cao luôn. Rồi và một combo của trái banh như thế này á thì nó sẽ có hai cái khung hai bên như thế này. Đấy, và hai cái cây đi gắp hai cái khung lại và một trái banh. Đấy, một trái banh thì nó sẽ gọi là để ra làm hai như thế này để mà cho dễ trong quá trình vận chuyển đó các bạn. Thì một tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gắp luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gắp trái banh trước nha. Đấy, trái banh á thì nó làm bằng nhựa cho nên là gắp cũng đơn giản thôi các bạn. Đấy. Bạn lưu ý nè, nó sẽ có hai phần nha. Đấy. Và đây là cái khớp của nó nè các bạn. Đây, đây là cái khớp của trái bên trái nè. Đấy. Còn đây là bên trái bên phải với bên tay bên phải của mình thì nó sẽ có một cái móc như thế này. Đấy. Để mà các bạn có thể ráp hai quả này lại với nhau thì nó sẽ thành một trái banh khá là lớn. Đấy các bạn lưu ý nha. Đấy các bạn để vào như thế này. Đấy và dặn ngược lại. Đấy. Thì nó sẽ có ba cái khớp nha các bạn. Đây, ba cái khớp các bạn để đúng ngay ba cái khớp thì nó mới vô nha. Đấy và các bạn dặn ngược lại. Đấy, dặn ngược chiều hai cái khớp lại với nhau. Đấy thì nó sẽ gọi là dính lại với nhau liền. Đấy. Ok. Và khi mà các bạn tháo ra thì các bạn có thể dặn ngược lại nữa. Đấy và có thể tháo ra bình thường. Đấy để mà tiện trong quá trình mà các bạn vệ sinh. Đấy, banh thì nói chung là cũng nhẹ thôi à chứ không có nặng lắm. Tại vì nó làm bằng nhựa mà cũng khá là nhẹ thôi. Đấy, xung quanh thì có lỗ thoát khí đồ cho nên là các bạn không sợ hamster nó bị ngộp ở chỗng nha. Rồi và phía bên hông trái banh á thì nó sẽ có một cái vòng tròn như thế này. Đây, cái vòng tròn này á là nó là cái cửa của trái banh nha các bạn. Đấy. Và các bạn có thể để tay vào hai cái lỗ như thế này. Đấy và các bạn dặn dặn cùng chiều cái đồng hồ nghe các bạn. Đấy, các bạn dặn cùng chiều cái đồng hồ. Đấy. Dặn cùng chiều cái đồng hồ một cái là nó sẽ mở được cái nắp này ra. Đấy, ở đây nó có một cái khớp nè, đó. Và các bạn dặn cùng chiều cái đồng hồ và kéo lên thì nó sẽ mở được cái nắp ra. Đấy, cái nắp thì để thứ nhất là đẩy chiếc banh lại. Khi mà các bạn để hamster vào á thì các bạn có thể đẩy vào. Đấy, bên trong nó sẽ như thế này. Đó. Ok, rất là chắc chắn luôn nha các bạn. Và rất là an toàn khi các bạn để hamster vào cho nó chơi luôn. Rồi và khi dặn vào thì các bạn cũng đẩy cái nắp lại như thế này. Và dặn ngược kiều chim đồng hồ lại thì nó sẽ vào cái khớp và nó sẽ gọi là dính chặt lại luôn. Đó. Đấy, dặn ngược chiều cái đồng hồ nha. Đấy và rất là chắc chắn luôn. À, bên này thì nó sẽ có một cái lỗ nè. Đấy, bên đây cũng có một cái lỗ thì hai cái lỗ này công dụng là để gắn vào cái đế chân nhựa này các bạn. Đấy. Rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ráp cái chân đế của chiếc banh này nha. Đấy. Thì đây nó sẽ có hai cái thanh hai bên và các bạn lưu ý nha. Đây, nó sẽ có hai cái gọi là hai cái cây nhỏ nhỏ nó lú ra nè các bạn. Đấy, các bạn hai cây này thì các bạn sẽ hướng vào bên trong. Và nó sẽ có hai cái cây thanh ở phía dưới như thế này để mà ráp hai cái thanh hai bên lại với nhau. Đấy, cũng dễ ráp thôi các bạn chỉ cần xay xay như thế này. Đấy là nó sẽ vào thôi.
Cũng rất là nhẹ thôi. Đấy, chị em phụ nữ là chỉ nhỏ chưa đủ 18 tuổi đều làm được. Đó, bạn mua về đều làm được hết. Đấy, nó dễ ráp hơn cái loại queo nhựa loại 25 ngàn á các bạn. Đấy, loại đó thì nó hơi khó ráp một tí. Còn cái này thì rất là dễ luôn. Đấy, các bạn chỉ cần ráp hai cái cây ở phía dưới như này lại với nhau thì nó sẽ thành một cái khung của chiếc banh thôi. Đó. Rồi, xong. Đấy, thành một cái khung rồi đó thấy không? Đấy, khung này khá là to các bạn. Đây. Đấy, khá là to thì nó to như thế thì khi mà hamster nó chơi ấy, thì nó sẽ không có bị rung lắc nha. Đấy. Nó to gần bằng một cái bàn gang tay của mình. Đấy. Rồi và bây giờ mình sẽ để chiếc banh vào, để chiếc banh vào á, thì các bạn cái hai cái thanh hai bên thì nó có thể giãn ra một tí nha các bạn. Đây. Và các bạn có thể để chiếc banh vào bình thường. Đấy, các bạn lấy cái móc này nè để các bạn gắn vào đây. Đấy, gắn vào cái lỗ của chiếc banh á. Đó. Rồi, bên này cũng vậy nha. Ok, xong. Đấy, rồi thành một chiếc banh có đế luôn nha. Đấy. Rồi và bây giờ mình sẽ test cái tốc độ nó chạy như thế nào nha. Đấy, cái tốc độ quay của nó có nhanh hay không nha. Đấy, mình quay một lần thì nói chung là mình thấy cái chấn nó khá là nhanh đó các bạn. Đấy, khá là lâu luôn á. Đấy, cái chấn khá là lâu và rất là thích hợp cho những dòng hamster nó chạy nhanh như là robo chẳng hạn. Đấy, robo đồ nó rất là nhanh nhẹn luôn. Đấy, các bạn có thể để nó vào đây để mà chơi. À, các bạn có thể có để cái con chuột của các bạn vào đây để mà cho nó chơi mỗi khi mà các bạn thay chuồng rồi đó thì các bạn có thể để nó vào đây cho nó chơi một tí. Rồi các bạn thay chuồng xong thì các bạn để nó vào chuồng lại bình thường thôi. Đấy, như là cho nó vào đây nó chơi để mà nó không có chạy lung tung các bạn. Đấy, nhiều bạn không có cái lồng rời á thì các bạn có thể để nó vào đây cho nó chơi. Ngoài ra thì các bạn có thể tháo chiếc banh ra đó và các bạn có thể cho để nó vào đây và cho nó lăn đi vòng vòng. Đấy. À, thì nếu như mà để lăn như thế á, thì các bạn cho nó lăn ở trong phòng nha, hoặc là trong nhà các bạn thôi, chứ đừng có cho lăn ở ngoài đường vậy nha. Đấy, ngoài đường vậy á, thì các bạn phải quan sát, nếu như không quan sát á, thì có thể là nó lăn đi mất tiêu luôn á. Thì nói chung á, thì quả banh này nó rất là an toàn luôn, cho nên là chó mèo đồ có lợi gần con chuột của bạn thì cũng không làm gì được nó đâu. Đấy, rất là an toàn khi mà các bạn thả ra cho nó chơi. Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể gọi là gắn vào bên hông lồng á. Đấy, thì các bạn có thể chế thêm bằng cách các bạn lấy dây gì đó, bạn cột qua bên hông lồng. Đấy, các bạn cột ở trên thanh ở trên với lanh ở dưới. Đó, và để con chuột vào đây. Đấy, để bên hông lồng cho nó chơi cũng được. Đó, ok. Thì nói chung thì quả banh này mình thấy là nó có công ba công dụng rồi đó, ba công dụng trong một trái banh như thế này. Đấy. Rồi và bây giờ mình sẽ đi test con chuột của mình nha, con chuột với con hamster bia cho các bạn xem nó như thế nào nha. Ok. Và đây là cái con chuột của mình nè các bạn. Đây, đây. À, hôm nay mình sẽ test con hamster nhỏ trước nha, rồi mình sẽ test con bia sau. Đấy. Ok, đây là con chuột của mình. Đây là con sóc dòng Winter Wild nha các bạn. Đây, nó rất khá là hiền. Đấy, mình bắt nó lên chơi bình thường, nhưng mà mình thả con chuột khác vào chuồng của nó thì nó sẽ cắn nha. Đấy, con này nói chung là khá là hung á. Đó, còn mình bắt nó lên thì nó không cắn mình đâu. Đấy. Ok, thì con này thì lông nó rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, thì dạo này không biết nó ăn cái gì nữa các bạn mà nó rất là mập luôn. Đấy, như các bạn thấy. Đó. Và ở đây ở ngay cái chỗ mà cái ống bình nước nè các bạn. Đây, bạn thấy không? Đó. Khoét được một cái lỗ nhỏ nhỏ rồi các bạn. Đấy. Thì chắc vài hôm nữa chắc mình phải làm một cái video là thay chuồng cho nó luôn quá. Đấy, vài hôm nữa sẽ có video thay chuồng nha. Đấy, sẵn tiện mình thay cho mấy con chuột kia luôn. Để thôi vài hôm nó khoét một lúc nữa thôi là nó sẽ chạy ra được các bạn. Đấy, mấy con này cái răng của nó ghê lắm. Đấy, các bạn phải cẩn trọng nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ để nó vào cái banh này và sẽ review cho các bạn xem. Đó. Không biết nó như thế nào. Đấy, thì các bạn nào mà dự định mua chiếc banh này về á, thì các bạn có thể xem video review của mình. Đấy, rồi các bạn có xem trước rồi các bạn tham khảo trước đi, rồi các bạn có thể mua về sau cũng được. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ để vào nha. Thì các bạn để vào thôi chứ đừng có để thêm lót chuồng hay là mùn cưa gì hết. Đấy, để thêm lót chuồng mùn cưa có khi là nó văng ra đó. Thì vì chiếc banh này nó có những cái lỗ thông hơi các bạn. Đấy, các bạn để vào thì nó có khi là nó văng mùn cưa ra tùm lum. Đấy, các bạn để vào cho nó chơi vậy thôi. Đấy. Và trong này thì nó rất là thoáng luôn. Đấy, tại vì nó có rất là nhiều lỗ thông hơi mà. Cho nên là các bạn đừng có sợ hamster của bạn nó bị ngợp nha. Đấy. Rồi gắn vào chiếc chân cho nó chơi thử nha. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ để ở đây cho nó chơi một tí nha các bạn.
Rồi và nãy giờ mình để nó trong đây chơi nãy giờ thì mình thấy nó khá là thích luôn các bạn. Đấy, thấy không? Nó chạy vòng 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 hoài luôn các bạn. Một tí nữa mình sẽ test thử con bia cho các bạn xem luôn. Đấy. Rồi và bây giờ mình sẽ tháo cái trái banh ra nha và sẽ cho nó đi vòng vòng sân bên hông nhà mình xem có như thế nào nha các bạn. Đấy, hồi nãy test có đế rồi, bây giờ mình sẽ để nó trong chiếc banh coi nó có chịu chơi không nha các bạn. Con này thì mình thấy nó rất là thích trái banh luôn các bạn. Đấy, chạy vòng hoài luôn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đặt một cái máy của mình ở một góc nào đó và mình sẽ quay ra cho các bạn xem nha. Rồi và bây giờ mình sẽ cho con bia mình vào đây chơi thử nha các bạn. Đây, đây là con bia huyền thoại của mình. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy con chuột nhỏ này của mình ra. Đây. Đây. Đấy. Lấy ra cũng rất là dễ dàng nha các bạn. Đó. Trời đất ơi, mình mới để nó vô có chút xíu đâu mà nó ị được 4 cục rồi okay, các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi đổ này đi. Rồi mình sẽ cho con bia vào nha. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ cho con bia vào chơi thử nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt con này ra đi. Để thôi sợ để vào cái nó cắn lộn với con bia nữa. Đây. Rồi và sẽ để con bia vào nha. Thì theo mình thấy cái quả bóng này nó hơi nhỏ các bạn. Nếu như mà con bia mình để vào thì nói chung là nó hơi bị chật. Đấy. Thì con bia mình nó lớn á. Đó. Còn nếu như mà những con bia nhỏ thì ok chơi được. Đấy. Còn con bia của mình thì nó hơi lớn quá cho nên là nó hơi bị sẽ bị chật so với trái banh này. Còn nếu như mà các bạn muốn cho bia chơi thì các bạn có thể mua những quả banh mà nó lớn hơn một tí. Đấy, sẽ vừa với những con bia. Đấy, còn quả banh này thì nó hơi nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó chơi thử coi nó có chơi được không nha các bạn. Rồi và mình để một thời gian thì mình thấy con bia là mình nó chơi không được các bạn ơi. Dạng như trái banh này nó hơi nhỏ so với nó cho nên là nó chạy không được á. Đấy, nó chỉ cắn cắn vậy thôi. Còn các bạn có thể để những cái chú chuột nhỏ vô đây chơi thì ok. Còn con bia của mình thì thứ nhất là nó khá là to á. Với lại trái banh này nhỏ quá cho nên là nó chơi không được, nó chỉ cắn cắn thôi các bạn. Đấy, thấy không? Rồi và bây giờ mình sẽ đánh giá sơ qua cái trái banh này nha. Đấy, thì đối với bên ngoài thì nó rất là đẹp. Tại vì nó được làm bằng nhựa mica đó các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn, các bạn có thể nhìn vào bên trong luôn. Bởi vì nó làm bằng nhựa mica đó các bạn, cho nên nó là các bạn xài một thời gian thì nó sẽ dễ bị rất gì là dễ bị chày. Đấy, cho nên là các bạn cần lưu ý cái này nha. Đấy, còn đối với Hunter thì cái size này thì các bạn xài cho những dòng Hunter nhỏ thôi như là Winter Wild, Campbell, Robo rồi đó. Còn bia thì nói chung là các bạn phải mua size to hơn nó mới chơi được. Đấy, chứ thôi là nhỏ quá thì nó chỉ lăn lăn nhẹ nhẹ giống như con bia của mình thôi nè. Đấy, nó chạy không được. Đó, ok, thì các bạn lưu ý nha. Đó, còn độ bền thì nói chung là rất là bền luôn. À quên nữa, mình hiện tại mình cũng bán cái loại này luôn nha. Mình lấy về 10 cái nè. Và các bạn nào cần mua thì liên hệ vào trang fanpage mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Mình sẽ có để cái đường link ở phía dưới. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe nha, để ủng hộ mình nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.